Trung A Hàm, Hán dịch Phật thả ra xá và chúc Phật niệm, phẩy chấm, Việt dịch và hiệu chú, thích tuệ sĩ phẩm bảy pháp kinh thiện nhân vãng. Tôi nghe như vầy, chấm một thời Đức Phật du hành tại nước xá vệ, trong rừng thắng lâm vườn cấp cô đâu. Bấy giờ thế tôn bảo các tỷ kheo, chấm. Ta sẽ nói cho các ngươi biết về bảy nơi mà bậc thiện nhân đi đến và vô dư niết bàn. Các ngươi hãy lắng nghe và hãy suy nghĩ kỹ. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Phật dạy, chấm, những gì là bảy, tỳ kheo nên thực hành như vậy. Ta không có ta, cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn chứng đắc xả có lạc mà không nhiễm hiệp hội mà không đắm trước thực hành như thế sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng nhưng vẫn chưa được chứng ngộ tỳ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu ví như đốt trống vừa nhen đã tắt nên biết tỳ kheo kia cũng thế chút ít mản chưa trừ hết nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết chứng chung bát niết bàn đó là nơi đi đến của bậc thiện nhân thứ nhất thế gian quả thực có người như vậy lại nữa tỳ kheo nên thực hành như vậy ta không có ta cũng không có cái của ta trong tương lai không có ta cũng không có cái của ta cái đã có thì đoạn sau khi đoạn chứng đắc xả có lạc mà không nhiễm hiệp hội mà không đắm trước thực hành như thế sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng nhưng vẫn chưa được chứng ngộ tỳ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập lửa đóm tung lên không vừa lên liền tắt nên biết tỳ kheo kia cũng lại như vậy còn chút mạn chưa trừ hết nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết chứng chung bát niết bàn đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ hai thế gian quả thực con người như vậy. Lại nữa, Tỳ kheo nên thực hành như vậy, ta không có ta, cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn, sau khi đoạn, chứng đắc xả, có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ tỳ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi từ không rơi trở lại. Rơi chưa đến đất liền tắt, nên biết tỳ kheo kia cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng trung bát niết bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ ba, thế gian quả thực có người như vậy. Lại nữa, tỳ kheo nên thực hành như vậy. Ta không có ta, cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỷ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi rơi xuống, tới đất thì tắt. Nên biết, tỳ kheo kia cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, trứng xanh bát nết bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ tư, thế gian quả thực con người như vậy. Lại nữa, tỳ kheo nên thực hành như vậy. Ta không có ta cũng không có cái của ta, trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn, sau khi đoạn, chứng đắc xả, có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỳ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập lửa đóm tung lên không, rồi rơi xuống trên nhúm cỏ, liền bốc khói hoặc vụt cháy. Cháy hết mới tắt, nên biết, tỳ kheo kia cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng hành bát niết bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ năm, thế gian quả thực có người như vậy. Lại nữa, tỳ kheo nên thực hành như vậy. Ta không có ta cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỷ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập, Lửa đóm tung lên không, rồi rơi xuống trên nhiều đám cỏ, liền bốc khói hoặc vụt cháy, cháy hết mới tắt. Nên biết, tỳ kheo kia cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kiết đã đoạn hết, chứng vô hành bát niết bàn. đó là chỗ đi đếm của bậc thiện nhân thứ sáu, thế gian quả thực có người như vậy. Lại nữa, tỳ kheo nên thực hành như vậy. ta không có ta cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỷ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rồi lấy búa đập lửa đóm tung lên không, rồi rơi xuống trên nhiều đám cỏ, liền bốc khói hoặc phụt cháy, cháy luôn cả thôn ấp, thành quách, rừng núi, đồng nội, hoặc đến đường đi, hoặc mé nước, cho đến đất bằng thì tắt. Nên biết, tỳ kheo kia cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng thượng lưu ni trá niết bàn đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ bảy, thế gian quả thực có người như vậy. Vô dư niết bàn là gì? Tỷ kheo nên thực hành như vậy. Ta không có ta, cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái đã có thì đoạn. Sau khi đoạn, chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng và đã được chứng ngộ ta nói rằng tỳ kheo kia không đi đến phía đông không đi đến phía tây nam bắc tứ duy hay thượng hạ mà ngay trong đời này chứng được đạo lộ tịch tĩnh diệt độ ta đã nói về nơi đi đến của bảy bậc thiện nhân và vô dư niết bàn xong nhân đó mà nói phật thuyết như thế các tỳ kheo sau khi nghe phật thuyết hoan hỉ phụng hành